là mẹ em đã có hai người con rồi. Thì 26 tuổi mà được hóa thân vào một cô gái 17-18 tuổi thì đó đối với Miu là một cái niềm vinh dự và là một cái gì đó nó rất là may mắn, tại vì ít ra khi mà mình lớn rồi, mình già hơn cái nhân vật 8-9 tuổi lận mà mình vẫn hóa thân thành nhân vật đó được, chứng tỏ là mặt mình cũng còn trẻ phết. Tính cách của Miu ngoài đời là không hề nhu mì, không hề mà kiều diễm kiều nữ gì đâu, không hề mà gọi là nữ tính hay là cái gì đó nó hoa mỹ đâu. Miu ở ngoài đời rất là gọi là con trai, đàn ông cũng được nữa. Này! Muốn đánh nhau à? Đã bao giờ đối diện với cái chết bom rơi đạn lạc súng kề Thái Dương chưa? Khi mà mình nhận được cái vai diễn Việt An trong bộ phim Cố Gắng Từ Hôm Qua, mình rất là vui. Và đặc biệt là cái vai diễn nhu mì, hiền lành, nết na, nữ tính, đoan trang, hiền thục là một cái vai diễn mà trước giờ mình là chưa đảm nhận bao giờ. Và mọi người sẽ thấy một Miu Lê hoàn toàn mới, cái gì đó rất là nên thơ, và đạo diễn Phan Nhật Linh thường hay gọi là nàng thơ, một cái gì đó nó rất là nhẹ nhàng và tình cảm. Có những khi là nguyên một tuần dành suốt thời gian cho phim nên là mình không có những cái thời gian riêng cho bản thân, đặc biệt là gia đình, bạn bè, những người thân, riết đôi lúc có những mối quan hệ vì là dành cho công việc nhiều quá nên là Miu bị giận luôn á, nghĩa là không dành thời gian cho họ nhiều rồi thì cũng pha nhạt dần đi. Nên là cái điều mà mới đáng tiếc là ước gì một ngày có 48 tiếng để mà người diễn viên mà có thể duy trì được cái nghề thì phải có một cái sự đam mê rất là mãnh liệt. Chưa tính là có những người diễn viên nữ nhá, sẽ tới một cái tuổi lập gia đình cần dành thời gian nhiều hơn cho chồng, cho con, cho gia đình, sinh con, sinh em bé nữa, thì họ phải chấp nhận cái chuyện mà lựa chọn giữa gia đình hoặc là nghề nghiệp đó. Thì mình nghĩ là những cái khó khăn đó khán giả nên đồng cảm và nên hiểu và nên dành một cái gì đó gọi là tình cảm ưu ái hoặc là một cái gì đó gọi là tình thương dành cho một người diễn viên, tại vì những cái gì họ đã hy sinh và những cái gì họ đã trải qua rất là kinh khủng, không hào nhoáng như là một vài thước phim trên truyền hình đâu.